một đường từ đít đẩy vào trong loa này, đường sút vào bình thường, xong mình lại đấu từ đít loa này, một cái đường dây dài nối từ loa này sang loa bên kia để nó đánh loa sút bên kia. Đấy. À, xin chào các bác yêu âm thanh trên mọi miền tổ quốc. Và hôm nay thì em đã sẽ có một bài test thử như thế này để cho các bác tham khảo. Là em sẽ, đây em có một đôi loa cây. Đôi loa cây và em có ba cái bát của nó đây. Ba cái bát của nó đây, và cái bát loa cây này thì là bình thường của nó chỉ có hai bát thôi. Hai bát thôi và cái e căng nó lên đây. Thế như em đã khoét một cái lỗ của nó để em làm ba bát. Thì bây giờ giải quyết bài toán là bây giờ em không có loa súp, mà em lại muốn có loa súp và vừa muốn cả loa lời nữa. Thì bây giờ em sẽ bài toán, em sẽ thử quyết thử nghiệm của em sẽ là như này. Em sẽ lắp một đôi bát loa NR côn 76 từ 19. Đấy, em sẽ lắp một đôi này vào hai bát này vào hai trên đầu này làm loa lời, và ba con này thì em sẽ làm loa súp. Đấy, làm loa súp thì cùng trên một thùng, liệu nó có đánh được hay không thì em phải thử nghiệm đã, em cũng chưa làm. Thì em sẽ lắp vào, em sẽ thử nghiệm cho các bác xem là liệu là trên một thùng loa vừa làm loa súp mà vừa loa lời thì liệu có đánh được hay không. Thì em sẽ làm thử nghiệm cho các bác xem nhá. Giải thích thêm nữa là bây giờ cái thằng này em sẽ đấu riêng một cái mạch súp vào ba con loa và hai con loa dưới này, bốn loa dưới này là bốn mạch súp, là mạch súp riêng, và còn thằng loa lời là mạch loa lời riêng. Đấy, thì em sẽ đấu cùng trên một thùng liệu nó có đánh được hay không. Bây giờ em sẽ làm các bác xem nhá. Đâu rồi nhỉ? Thằng này là mạch súp này. Đấu dây rồi nhá. Đấu dây rồi. Bây giờ em sẽ luồn dây ra đằng sau đây. Đấy. Để con này tí là sẽ vòng sang bên kia. Đấu vào mạch lắp súp. Hello, xin chào tất cả mọi người. Như vậy là mình đã lắp xong cái dàn loa bát các thứ vào đầy đủ của mình bê trong nhà rồi. Về lý ra là mình đáng là mình sẽ quay ở ngoài cửa cơ, thế nhưng mà không biết là hôm qua quay thế nào xong lại quên bấm ghi, bấm kiểu gì mà lại không có video. Thế nên là chúng kiểu phải quay lại ấy. Đấy. Thế nên là như đã giới thiệu với các bạn là mình đã lắp trên thùng loa, mình để vào hai bên, bên này một chiếc, bên này một chiếc để kiểu chơi Tết đây. Thì ở phía trên này các bạn thấy là sẽ có một con loa NR, và dưới này là hai bát của Paramax, bên kia cũng y như vậy luôn. Thế chúng ta tổng cộng là có bốn bát súp, bốn bát bát bình thường mà chạy giải súp, và cộng với hai cái mỗi bên một chiếc Paramax để mình chạy lời bình thường. Vì là lắp ở trên một thùng loa nó nhiều loa quá, đâm ra là mình đã dùng một cái con đẩy này nó không tải được. Hôm qua mình thử thì không lên được vì yếu, thì mình phải đẩy thay con đẩy khác cũng cùng hãng nhưng mà nó công suất cao hơn. Thế nãy mình mọi hôm hát thì ok đấy, nhưng mà mình vừa nãy mình mở nhạc DJ mạnh quá, mình đang nghi là toang luôn con loa NR rồi. Mở thấy không thấy bốc hiện tượng gì mà thấy tiếng bị kẹt tiếng rồi. Thì mình đang tắt đi thì nhưng mà alo lên mic thì nó vẫn bình thường. Thế nhưng mà không biết là có vấn đề gì không thì không biết, vì con này công suất nó rất lớn. Công suất lên hơn 3.000 W rất lớn. Mình mở gần hết công suất, mình mở vào nãy vào rơi tầm 3 giờ 3 rưỡi, tức là cái xoáy đẩy tầm đi tầm 3 rưỡi gần hết công suất. Sợ đi luôn đôi NR ấy vì công suất lớn quá. Bây giờ mình sẽ tiến hành, nhưng mà nếu mình alo mic thì vẫn ok. Bây giờ mình sẽ mở nhạc cho các bạn nghe nhé, mở nhạc cho các bạn nghe thử chất lượng của nó khi mình phối hợp kết hợp một thùng có cả giải súp và cả có loa lời bình thường thì nó có ok hay không thì các bạn sẽ biết ngay. Mình sẽ mở một bài khác nhé. Rồi mình sẽ bật đẩy lên này. Đấy, đẩy lên này. Đẩy lên nhá, mình sẽ đẩy này. Đấy, các bạn thấy không?
đây là mình cho to lên nhá. Đây là chỉ chạy loa, chỉ chạy riêng đôi lời NR thôi nhá. Lời NR và chép nhá. Cái tiếng này thì vì nó là loa lời, mình không để cái giải bát vào nhiều. Cái giải bát mình để bình thường, thôi mình cho âm đi cơ, để cho nó chỉ chạy giải lời thôi. Đây, mình cho giải súp lên nhá. Đây sẽ đẩy giải súp lên này. Đấy, giải súp lên nhá. Các bạn thấy không? Mình kết hợp với tiếng này. Cắt súp đi nhá. Đấy, tiếng súp mất này. Đẩy súp lên này. Các bạn thấy nó ù ù không? Bây giờ muốn nghe thấy được thì chúng ta phải đeo tai nghe, hoặc là dùng loa, chứ là loa điện thoại thì nghe cảm nhận khó lắm. Tiếng súp rất hay và ấm luôn. Thật là con loa NR này có vấn đề rồi, thì vì mình mở to quá đấy, nó toang rồi, kẹt côn rồi. Không phải kẹt côn mà tiếng bị to to là bị dí tiếng, dính tiếng luôn. Bây giờ mình sẽ thử mic cho các bạn nhá. Mình sẽ thử mic cho các bạn xem là tiếng mic lên có hay không nhá. Mình đánh giá con NR này thì tiếng mic rất hay rồi. Chờ tí các bạn nhé. Đây mình sẽ bật mic, mình đang dùng một tay mic của Shure. Con này là Smart Mic này, mic hiện đại đấy. Đấy, sẽ bật mic lên nhá. Alo. Alo. Đấy, các bạn thấy mic lên chưa? Đây mình thử mic nhá. Đây là mình sẽ giảm hết echo đi nhá. Đây là mình tiềm mic của nó đây. Alo, 1 2 3 4 5 6 7 8. Trên đường đi lễ xuân đầu năm, qua một năm ruột rối tơ lòng, năm mới nhiều vọng chờ mong, vui nhiều rồi ngóng trông. Cho đẩy xuống lên tí nhá. Vui cùng phao đỏ rượu nồng. Cái này nghe thì khi nào mà cái tiếng mình trồng xuống thì xuống nó mới lên một tí thôi. À, ta cùng đi đón thêm mùa xuân, xuân dù thay đổi biết bao lần. Đấy, bây giờ nhá, mình đẩy echo lên, đẩy cái reverb lên này. Alo, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Đấy, các bạn hát karaoke thì các bạn lưu ý chỉnh một chút rằng là làm sao để cho cái tiếng mic của mình nó cái tiếng reverb nó như thế này thôi thì là ok. Các bạn chỉnh mà nó vọng nhặn xịa lên là nó không hay. Tên mỗi người thích một kiểu, nhưng mà để mà hát chuyên nghiệp, nghe rõ lời, không bị lời nọ gối vào lời kia ấy, thì chúng ta nên chỉnh mic kiểu như thế này. Kiểu nó cái vọng, nó vai, cái độ nó rất là nhẹ nhàng, nó ẩn ở đằng sau cái tiếng của mình thôi, chứ không phải là alo cái là lô như thế, nên rất là không hay và nó bị tiếng nó lẫn lộn hết. Thế bây giờ mình sẽ thử một bài hát cho các bạn xem nhé. Thử một bài hát cho các bạn xem rồi là tiếng nó như nào nhé. Karaoke. Đây mình cứ hát đại một bài đi, thì mình hát cũng không hay lắm đâu, nhưng mà các bạn nghe tạm nhé, vì mình đang thử mà. Xem bài nào nó tốt lên nam. Tôi hát một bài này đi nhé. Lên tiếng nhá. Ui giời, chơi số mic to quá. L 6, 7. Ok, như vậy là vừa rồi thì mình đã thử cho các bạn nghe cái phần karaoke. Thì mình đánh giá thì cơ bản là được, vì con bát NR này tiếng rất sáng. Tiếng cực sáng luôn. So với các bát khác, tiếng cực sáng luôn. Đấy, thì bây giờ mình sẽ thử cho các bạn nghe một đoạn DJ nữa nhá. DJ thì cho các bạn xem là có gì khác biệt không. Đây DJ nhá. Đây đi, bài này đi, bài nào cũng được. Nào. Xúc không này, các bạn thấy xúc không cháy không? Đấy, đây thì xúc phải cho lời đây này. Sao anh đi khi em buồn, anh nào đâu biết. Sợ anh lo lắng nên em cứ mãi nằm. Nụ cười đã tắt đằng sau bóng. Cắt khúc đi nhá, mình cắt khúc đi nhá. Thấy không, điều nó khô, nó không có bát, nó không có độ dày á. Thank you.
này nhá, mình sẽ chốt lại cho các bạn như này. Để mà lắp một cái thùng loa mà có cả loa súp, có cả loa lời, cả chét trên một thùng loa, với cá nhân mình ok, không vấn đề gì hết. Điều kiện là như nào? Điều kiện là chúng ta sẽ cần một cái thùng loa nó phải đủ lớn. Thứ nhất là cái thùng loa bằng như của mình đây, và cái thùng đủ lớn và cái diện tích thùng nó phải đủ sâu. Vì loa súp thường thùng nó sẽ sâu và to, chứ nó không thể mỏng như loa lời được, thì nó mới đảm bảo giải súp nó ấm và nó dày tiếng được. Thế nên là yêu cầu là thùng loa là phải thùng loa cây cao và đủ rộng đủ lớn nhé, thì chúng ta mới có thể lắp được như thế. Chúng ta có thể lắp hai bát, một bát lời, một bát súp cũng được, không sao cả. Nhưng mình đây mình chơi ba bát liền thì trông nó đẹp hơn, nhìn nó hoành tráng hơn, chứ còn lắp hai bát vẫn được. Nhưng mà mình nghĩ để mà đẹp thì nên lắp ba bát kiểu như mình thế này thì là đẹp nhất, và thùng cao to như thế này là đẹp và độ sâu. Thứ hai và cần nữa là chúng ta sẽ cần đến một con đẩy phải khỏe. Chứ đẩy bình thường mà chúng ta đẩy một đôi loa mà để đi đấu vào như của mình này là không chạy được. Những con này bình thường chạy một đôi bát 30 ok. Thế nhưng mà khi nó phải kéo một bên là ba chiếc là nó không làm được. Nó không làm được đấy được, và nó vượt qua cái công suất của nó, thế nên là không làm được. Vì vậy là chúng ta phải chuẩn bị một con đẩy nó thấp nhất là bằng hoặc đẹp nhất là trên công suất của loa, thì chúng ta mới có thể đảm bảo được âm thanh chắc và hay được. Nếu mà dưới công suất của loa thì không được. Ví dụ như con đẩy này của mình là một kênh nó ra tổng một kênh thì được là 1500W, thế nhưng nếu chia đôi thì chỉ được 750W trên một kênh. Đấy. Thì chia đôi ra thì như riêng một đôi riêng là chạy một đôi này là một chiếc loa nó là 300W rồi. Thế hai chiếc là 600, đã là sát nút một bên kênh rồi, cộng với chét nữa thứ là con này đuối, con này bị đuối này. Nếu mở nhỏ nghe nhạc thì ok, nhưng mà mở to lên là con này đuối thì mình phải thay con khác. Công suất nó vượt trên so với công suất của loa thì là được. Công suất là cộng các loa với nhau nha, chứ không phải là chỉ tính một chiếc. Mà viết trong thùng chúng ta lắp 3 chiếc 300W thì nó lên đến cả chét, nó lên đến 1000W rồi. Tính 1000W rồi thì công suất chúng ta phải có trên 1000W. Một kênh ra thì chúng ta mới có thể là đảm bảo được cho được 3 chiếc loa cộng với chét chạy cùng một lúc ngon được. Đấy. Đẹp nhất là vì công suất loa 1000 thì đẩy phải 1500. Đấy, thì là đẹp nhất. Đấy. Thứ hai nữa, nếu mà có điều kiện thì chúng ta có thể sắm bát loa súp là đẹp nhất. Đây mình đang dùng bát loa bình thường để làm loa súp. Nhưng nếu có điều kiện để đây là dành cho em độ chế chơi độ chế thôi nhá, chứ không phải là nó là giải pháp đâu, nhưng mà mình thích thôi. Thì mình có thể sắm bát súp thay vì bát bình thường như thế này. Thì bát súp nó sẽ cho đúng là cái nhiệm vụ của nó là giải súp thì nó sẽ làm tốt hơn. Còn cái bát này nó dù sao nó là bát loa lời, như đây là mình gọi là ứng dụng thôi. Vì không dùng nữa thì mình sẽ dùng nó làm loa lời, vì mình đã đập thêm một con NR nữa rồi. Thế nên là đôi những cái chiếc này thành loa lời. Và loa lời thường hay thì sẽ là phải là gân mút, chứ gân vải mình đã thử con này sang mạch súp đánh kém lắm. Đánh tiếng nó không được êm tiếng nó khô tiếng lắm. Nhưng con loa gần mút thì sẽ tiếng êm hơn. Còn nếu bạn nào vẫn thích kiểu dùng loa gần mút loa lời mà làm loa súp cũng được, chúng ta mua một có đang ở nhà có những cái loa nằm, chúng ta tháo ứng dụng vào đây lắp vào là chúng ta thể làm loa súp được. Chỉ cần một con vang mà chúng ta cắm nó sang mạch súp thôi thì là ok. Như cái này mình đấu mạch như thế nào? Đấu mạch là mình sẽ dòng một dây từ một kênh đẩy ra. Một kênh, tức là nếu mà dùng như thế này thì nếu chúng ta không có hai đẩy dùng một đẩy thì chỉ chạy mono thôi, nó không chạy stereo được. Một kênh, một đường âm thanh vào loa súp, đấu vào loa này chẳng hạn, thì mình sẽ dòng tiếp từ trong thùng loa này một cái dây dòng sang thùng bên kia, nối vào hai loa bên kia, tức là chúng ta sẽ có bốn loa súp đánh ở hai bên. Các bạn hiểu không nhỉ? Mình nói lại nhé, một đường từ đít đẩy vào trong loa này, đường súp vào bình thường, xong mình lại đấu từ đít loa này một cái đường dây dài nối từ loa này sang loa bên kia để đánh loa súp bên kia. Đấy. Theo tiếp tục lại một đường đẩy cái đường tiếng bình thường vào loa này, xong đó một cái đường dây tiếp tục từ loa này lại nối sang loa kia. Thế là chúng ta vẫn có ở loa sẽ có cả đường súp và đường loa lời bình thường. Còn cái loa chét thì nó sẽ đi thẳng vào đường lời và nó sẽ có phân tần chia chét ra. Hay là chúng ta có một cái loa mà chạy cả giải súp, chạy cả giải loa lời chét bình thường.
Nhưng điều kiện là chúng ta không được di chuyển, chúng ta để cố định thôi thì cứ để dây như thế chả vấn đề gì hết. Hát hò vẫn bình thường à. Đấy. Chỉ có một nhược điểm là nó không chạy stereo thôi, nó chỉ chạy mono thôi, còn chúng ta thì bản thân mình không quá quan trọng về cái stereo lắm, nên là mono là được, hát được rồi. Thì về chất lượng thì mình đã thử cho các bạn nghe rồi. Nếu mà các bạn có cái ý kiến gì thắc mắc hoặc là anh em trao đổi thảo luận thì chúng ta có thể comment xuống dưới để mình làm cái chủ đề trao đổi, chứ mình thì mình làm những cái gì mình biết thôi. Còn các bạn có thắc mắc vui lòng là cứ comment xuống dưới, mình sẽ làm video trả lời hoặc có thể liên hệ trực tiếp với số điện thoại mình đã để ở phần mô tả nhá. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.